Thưa quý vị, trong phần trao đổi với chuyên gia chứng khoán ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với anh Trương Hiền Phương, là giám đốc công ty chứng khoán KIS Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa anh, là sau một cái kỳ nghỉ lễ Nguyên đán rất là dài như thế này, theo anh hiện nay thì tâm lý của các nhà đầu tư như thế nào ạ? Mới qua một ngày nên tôi cũng chưa có thể thấy rõ hết được. Tuy nhiên, nhìn diễn biến trên thị trường thì tôi có thể tạm đưa ra một cái kết luận, đó là tâm lý của nhà đầu tư khá là thoải mái và họ khá là tích cực khi mà các cái dòng tiền đổ vào thị trường cũng rất là ổn định và nó đang trên khuynh hướng là mua ròng. Mua ròng ở đây có nghĩa là chúng ta thấy cái lực mua nó tốt hơn cái lực bán, nên dẫn đến là giá cổ phiếu tăng và cái VN Index đã tăng. Thì điều đó cho thấy là nhìn chung tâm lý của các nhà đầu tư đang rất là phấn khởi. Và anh đánh giá như thế nào về những cái nhóm ngành mà có thể đem lại lợi ích cho nhà đầu tư vào cái thời điểm đầu năm này? Nhìn chung thì những cái nhóm ngành đang là những cái nhóm ngành dẫn dắt, mình hay gọi là đầu ngành á, thì nó vẫn là những cái nhóm ngành sẽ thu hút cái dòng tiền trong tương lai, không chỉ riêng cho những ngày đầu năm mà tôi nghĩ nó sẽ là chiếm chủ đạo trong cái năm 2017 này. Đó là những cái cổ phiếu thường là nằm trong cái rổ VN30, có cái nền tảng cơ bản tốt, có lợi nhuận kinh doanh tốt và đặc biệt là đang hưởng lợi từ cái chính sách mở cửa cũng như đang hưởng lợi từ cái chính sách đổi mới từ bộ máy chính phủ mới. Vì vậy tôi nghĩ là đâu đó dòng tiền sẽ luân phiên thay đổi từ nhóm này qua nhóm ngành này sang nhóm ngành khác, nhưng tụ trung thì vẫn tập trung xoay quanh những cái cổ phiếu lớn nằm trong nhóm VN30 là chính. Thế còn dòng vốn ngoại thì sao ạ? Anh có kỳ vọng gì vào cái nhóm này hay không? Tôi nghĩ dòng vốn ngoại trong năm nay nó cũng sẽ có nhiều sự biến động, nhưng mà nhìn chung thì tôi vẫn tin vào cái hướng tích cực. Biến động ở đây là chúng ta cũng phải vẫn tiếp tục theo dõi cái động thái của Fed. Khi mà nếu họ tiếp tục tăng lãi suất thì có lẽ cái dòng tiền của vốn ngoại sẽ có bị ảnh hưởng. Nhưng tôi nghĩ sẽ là không nhiều. Vì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang là một trong những thị trường hấp dẫn nhất tại châu Á. Bên cạnh cái việc trong năm nay thì chúng ta cũng biết là Ủy ban chứng khoán sẽ cho ra đời cái sản phẩm phái sinh đầu tiên về cover warrant rồi về các cái chỉ số index, thì tôi nghĩ với những cái sản phẩm mới như thế này cộng thêm cái việc mạnh dạng cổ phần hóa dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng thì các cái sản phẩm tốt cho thị trường chứng khoán sẽ được tiếp tục cung cấp vào thị trường, dẫn đến cái sự thu hút, sự quan tâm và dòng vốn từ các cái quỹ đầu tư lớn tại nước ngoài. Thì tôi nghĩ là nhìn chung cái dòng vốn ngoại vẫn sẽ là mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và đặc biệt trong giai đoạn đầu năm thì tôi nghĩ cái tâm lý người Việt Nam mình có thể là còn đâu đó vẫn còn dư âm của cái ngày Tết. Nhưng mà những nhà đầu tư nước ngoài thì họ không có quan tâm nhiều đến cái Tết âm lịch của chúng ta. Cho nên là sau cái Tết dương lịch là họ đã bắt tay vào cái việc đầu tư của họ. Thì tôi nghĩ là trong những ngày kế tiếp thì chúng ta sẽ chứng kiến cái việc mua ròng của các nhà đầu tư, đặc biệt là những cái cổ phiếu tốt sẽ được các cái quỹ đầu tư họ tranh thủ họ mua trước khi giá nó tăng lên một cái vùng giá mới. Và nhiều ý kiến thì cho rằng là cái thời điểm hiện tại thì xu hướng thị trường có vẻ là đang khá là tích cực. Còn ý kiến của anh thì như thế nào? Tôi đồng ý với quan điểm này. Vì như hồi nãy tôi có nói đó là tâm lý nhà đầu tư cũng khá là tích cực, thể hiện qua cái việc là trạng thái mua nhiều hơn bán, dẫn đến giá nó mới tăng. Và tôi nghĩ theo cái lịch sử cho thấy thì thường các năm trước thì cái xu hướng năm nay lại khác biệt. Những năm trước thì tôi thấy là thường là từ một tuần cho tới 10 ngày đầu năm thị trường có khuynh hướng đi ngang và giảm nhẹ, do hầu hết các nhà đầu tư họ không quan tâm đến thị trường chứng khoán mà họ dành thời gian đó để họ đi chúc Tết hay là họ đi chùa chiền vân vân. Tuy nhiên là năm nay thì tôi thấy là có vẻ như dòng tiền đã bắt đầu tham gia vào thị trường một cách sôi động hơn, mạnh mẽ hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cho nên tôi nghĩ là cái xu hướng tăng điểm này sẽ tiếp tục kéo dài và nó sẽ là một cái xu hướng chủ đạo trong giai đoạn sắp tới, cho đến khi có những cái thông tin nào đó mà có thể khiến cho nhà đầu tư họ phải e dè thì cái xu hướng này nó mới chậm trở lại. Vậy thì theo anh là cái chỉ số VN Index của chúng ta thì có thể là tăng đến cái vùng điểm nào? Cá nhân tôi thì tôi đang kỳ vọng
VN Index có thể tiệm cận cái ngưỡng từ 720 điểm đến 730 điểm trong thời gian gần kề. Vâng, xin cảm ơn anh và hy vọng rằng là với những thông tin anh vừa chia sẻ thì quý nhà đầu tư có thể cân nhắc để đầu tư thành công trên thị trường. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin cuối tuần 24/7 trên kênh FPNC cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể theo dõi các chương trình đã phát sóng và đang phát sóng trực tuyến trên kênh FPNC tại địa chỉ fpnc.vn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.